11 mét thì nhiều lắm. Mà chị mấy giờ quý vị? Chắc 8 giờ ấy. Chắc tối nay phải về sớm, tranh thủ về sớm. Ông là... Ô, gió bay quá. Được không? Hậu đẩy hả? Được được. Chị lấy bê rồi thôi, chị làm đấy. Rồi nhớ thì bé đi tia về mà giấu bé hả? Tia bên ngoài á. Đâu có lấy được bên trong đâu. Cây cứ ra được 2 cây 3. Ừ. Nhiều chứ. Ừ. Chứ hồi nó được cây 1 rồi. Ai mà nó được có cây mấy á mấy. Mà thôi vậy đó. Trả nợ mệt lắm. Ừ. Cho nhiều thì cũng trả mệt. Chị là chỉ có nhà trong nhà cho thôi đó. Dì giúp nó cho tiền. Cậu mượn cho tiền vì em đang nhà một đồng con á. Ừ. Cho vàng là đi nổi mua. Ví dụ như bên nhà em nhà con đứa hai đứa đang đỡ nhá. Ừ. Bên chị nhà một 8-9 đứa mà đi vàng nó mua nổi em. Sau trả đọa luôn á. Ừ. Thì có 8 tiếng nước không biết cho kiểu răng luôn rồi. Ừ. Mà ở quê mà nó cho 3 phân có 5 phân rồi mà đâu có cho chỉ rồi đâu. Ừ. Chị hồi nữa là ngoại anh em thì chị cho thế chứ. Bây giờ đứa đâu được chi đâu hả? Ý là kiểu mình bỏ tiền ra mua xong đưa cho họ tao á. Em cũng đưa thôi. Chờ đâu có tiền đâu. Mẹ em cũng đưa bỏ tiền ra mua đâu chứ. Ừ. Nói chung là bên bên mẹ thì lo hết chứ đó. Còn bên ổng thì ổng lo đó, cũng như có tiền của mình mới thôi. Ừ. Chứ cho thì. Cuối cùng là mình lỗ tiền công. Ừ. Mua mình của mình rồi lại bán, mua đi bán lại. Hey. Chị Hà biết răng không? Ừ. Ấy là ông sửa cái phòng nữa. Ừ. Chị của em á là phun xăm. Ừ. Chị của em làm phun xăm mài mô mí rồi đó. Ừ. Cái bà mới nói là cho bà cá. Ừ. Nhưng mà em kêu có cái giường gội. Có giường gội thôi. Cái mô chị Loan mà ví dụ như có thanh lý đồ nữa. Ví dụ như không làm em nói mình thanh lý đồ á. Có dư mà. Có dư thì em lấy khoảng 2 cái nữa. Ừ. Cái đèn đồ mới mà máy thì nè về cho bà chăm sóc da. Ừ. Với lại còn em thì em nặng tình tình thôi chứ mình nhận mình nặng tình tình thôi. Ừ. Chứ sau này ví dụ như em không làm đây thì em cũng về nhà em mở ra là phụ công phụ chồng đó thôi. Ừ. Con đi học rồi đó thôi chứ không có mở lớn. Ví dụ làm với mình cho mình có uy tín kìa cho họ tin tưởng họ biết mình rồi từ từ á làm từ từ lên á. Chứ thời gian đầu em làm đây tới 7-8 giờ em mới về. Ừ. Ví dụ ai mà thân thiết lắm thì em cứ nhận điều trị thôi chứ. Ừ. Thật chứ, tối chị về rồi mày. Làm nữa chắc chị xỉu quá. Còn em kêu đó cái phòng dư, ấy nhà em có dư cái phòng. Ừ. Là xí má cũng. Cứ em kêu ông thì vô đó làm đi. Ừ. Cái bà kêu bà thì bà đang để nhà nhà bà gia của bà. Ừ. Nhưng mà thằng em của bà không có chỗ ngủ. Ừ. Không có chỗ ngủ, thành ra bà có nhường cái phòng đó cho thằng em ngủ. Ừ. Chứ ai mà mình để luôn chứ kìa. Ừ. Cái kêu không vô đó làm thì vô nhà tôi đó làm chứ tôi mới đóng giờ cái gì. Ừ. Nhưng mà ấy là chị ruột hả? Chị ruột. Ừ. Nhưng mà em ấy là em ghi cái bản tên spa rồi họ có bác gì không chị? Không đúng mình không? Mình làm nhỏ xíu mà. Biết là em cũng không có làm ban ngày. Ừ. Tối về em nặng sạch sẽ thôi. Còn ai ví dụ ai có hỏi thì kêu em nhận khách qua bên tiệm nó làm. Ừ. Không quan tâm em, tại vì mình làm nhỏ lẻ mà. Tại vì rồi em có nghe cái gì đó đăng ký spa mà có cái kim này nè, chất độc hại gì đó, chất thải này nè. Ừ. Rồi có đăng ký. Chắc là y tế. Với lại mình chưa có bàn nữa, em chưa có bàn nữa, không sợ nữa. Thật ra không có chi phải sợ, bình thường. Kiểu... Tại chồng vì thật... em thì cũng nói như chị đó, kêu chi em có làm đâu mà sợ. Làm vài em... ba người chi cho, làm tại nhà với lại... Giống như em biết là mấy cái tiệm tóc nhỏ nó làm tại nhà. Ừ. Không đăng ký đâu, không rảnh. Ừ. Ví dụ như vốn trên cỡ 50 triệu thì họ đăng ký. Còn ví dụ như 50 triệu chẳng ai quan tâm đâu. Vốn làm khó mình cũng không có mất, mình không có chi để lấy cả. Với hẳn hồi trước chị Loan có làm rồi. Ừ. Mới làm đấy. Chị
lon lớn vậy đó mà mới làm đây thôi chứ ừ. Mình chỉ có để đó hồi 135 đó chị đâu có làm được. Mà cái này hầu như em làm người quen không có gì hả, người quen họ biết có họ truyền tay với nhau kìa. Cái rồi họ chỉ với nhau thôi chứ chưa có khách ngồi. Chị quay từ từ cái thôi, cái mụn nhẫn khó quay lắm, để em đoan quay. Em biết chị Loan dư ở trên Lào rồi, trên Lào dư và đóng đó mà chị đó. Đang mua má, ấy là chị đang làm mà mua chị ái, mình có lên tiếng, mua ái mình lại lên tiếng chứ chưa chị lên tiếng cái gì. Mua chị cũng dư, cái này cũng dư nè, rồi cái hoa hà thanh lý mình chạy rồi cứ là em thấy ví dụ đó em nói. Ừ, chị chị. Là em nói gì trước để cho sao mà chị đang lỡ nói ra chị để cho em hai cái dư. Chị nghĩ là chắc dư làm chi hết. Cái tiền trên là như 5 cái hay gì? 6 cái luôn á, 5 hay 6, 5 cái. Ở dưới 4 cái rồi. Không ta? Ở dưới này 4 cái đó. Một bé y như hồi xưa luôn. Hồi trước bữa đầu họ quay xuống, mà mấy bữa sau thì bình thường. Có được lau cái giường mà chị có lê thanh lý là gì ngon á? Không có. Được là làm mà cái giường mà chị có lê thanh lý dùm á chị hả? Cái giường gỗ mà gỗ to thiệt là to, dài thiệt là dài á. Nó cái giường đó mà lái thì sướng nhưng mà hồi nó lúc đó em không có cần thiết cái dịch nữa kìa. Đừng em đừng lấy mấy giường nữa. Dịch cứ là kêu không có tiền cái thôi rồi nó chị có lê thanh lý hình 3 cái rồi triệu rưỡi hay răng á. Em nhớ đó. Cái chị Loan phải cho đi có lê tiền cái gì dặn đang lên bán kìa. Nó cái giường nó cao cái gì hả? Nó cái giường như thế là vừa. Nhưng mà ta nằm trong bếp đúng không? Nhưng ta nằm vô không chứ bữa đầu ấy. Anh Nam cái. Đến Nam đấy cái. Mình đi quay được thế không đã hả? Xíu. Người kia từ từ chứ đâu cũng ấy là từ từ cũng từng bước thôi chứ em cứ nhận khách về ví dụ có thì mạch có thì thôi còn ví dụ như khỏe khỏe thì ví dụ như có ai thì nặng thì mình nhờ điều trị dùm bán kem rồi chứ với nhà chị sắp tới trại nhà bên kia rồi hàng hóa phải đưa về chỗ chị nữa chắc sắp tới kia một lượt cái phòng trọ nhỏ phòng nhà chị tấp chi nổi rồi lên ông bà thì nắng quá ví dụ như có mình luyện thì không thể ở cái nhà nó được còn ra bố chẳng đỡ tiền tháng 2 tháng mà 10 triệu rồi hồi nó sốc luôn á hồi nó kiểu quần ăn rồi tình đồ nữa em kìa biết làm sao chị thấy gồng nhiều thứ quá nhiều khi hồi nó có thời gian chị bị stress luôn á có một mình chị làm chứ phải có hồi nó chị stress có thời gian chị mệt đó chị về nhà chị mệt mà suy nghĩ quá thì không có đợt nhiều tích khoảng... đau á thấy sơ rơ luôn á như đoạn nữa tiền nữa em tiền cũng chi tiêu này nọ rồi em đi đau nữa em đau nữa không có thời gian luôn những người đi cứ đi về về biết người cũng khùng luôn á thì rồi nó ăn uống không được luôn mất sữa luôn thấy cái chị cũng chị thấy ba mẹ ra cũng chị anh chị cũng chị thấy mùa này nọ rồi về chẳng đi chơi đồ chẳng đi ăn rồi nó trong gặp vậy mà em có tiền thì em không có tiền thôi cũng chịu thôi chứ không có bán được ví dụ dẫn đi ăn thì được mà ra dẫn họ đi ăn cái chi ngon biết được hôm nay chị em thấy chị mà dẫn đi chơi tùm lum hết chị sắp tới đây nhà nội mấy người đây nữa không đây nhá ôi trời ơi tội chưa em mở phòng 201 cho chị đó em kêu nó thì có bán mua không em kêu qua rửa mặt không thì vô trong phòng nữa được đi thẳng vào phòng đi, vô đó. Em vô 201 có đi. Ai không nha theo qua rửa mặt hai cách vô nè bên có người không biết bên có phòng hai cách luôn nha chưa ra đó ồ hai đứa luôn à đi chung rồi mai giờ rửa mặt đúng không ồ ra thì khách đi họ quay cái là chị Loan qua thôi không sao nhưng mà đến sau bé đi
Ừ, bé có phải này... hai mẹ con không chị nha? Khách đợi chị Hai với chị Hậu á, ở quen em á. Lộc à? Ừ, chắc Lộc rồi. Lộc mới đến đó mà. Ừ, mới đến mà em tưởng mua hai mẹ con là cái chị mà con bé mà chị hơi nặng cái trái gì. Còn em nhớ. Thì em nặng cái chị đó. Chị cũng nhớ bà nữa, bà nói nhiều. Đúng không? Bà mắt cắt mắt đó. Em làm tưởng mình đó. Ừ. Muộn đi. Không biết quay được rồi. Nãy giờ là cũng định nói là không biết quay được không, chị kêu quay được. Vì chị quay mặt đi chị biết rồi, kiểu muộn lắm rồi đó. Chị Loan đang làm với ông cu bên cạnh rồi đúng không? Ông cu anh hả? Có thể. Khách đợi chị nhà hả? Khách từ nhà. Khách từ nhà đi rồi. Khách từ nhà ấy về là. Sắp tới là kêu chị kêu là anh chị của anh Huệ hả? Em gái, em gái, em gái. Em gái này là cứ có phải là người ở Mỹ nó về hả? Bên bên Ý. Ý vậy đó. Ý là đi tu chứ không phải là đi làm sơ á. Sơ về thăm nhà rồi tháng 8 thì anh em về gặp nhau này. Rất là chị nói ăn chay cái trường luôn đó. Không, đi tu bên chị không phải là ăn chay. Tôi bên chị là đi phục vụ nhà Chúa giống như dạy học này, làm vườn, làm đồ. 11 phút hơn rồi. Được rồi. Một rồi đưa cái số rồi. Một quay nữa.